oai lực tự tại giả dạ, oai thần chi lực tự tại vô ngại giả dạ. ba câu này chính là nói rõ về hội chúng của tây phương chúng ta định thế giới cực lạ thì đây là các bạn đạo đồng tu của chúng ta mỗi người đều có năng lực như vậy chúng ta mới xem mới nghe đều không dám đi nghĩ rằng những người đó cao hơn tôi tôi làm sao có thể so sánh với họ sợ nên thoái tâm đó mới gọi là cao nhân Câu lạc bộ này chúng tôi không dám vào Quý vị nên biết Năng lực này trong cõi thật báo là thật Nhưng trong cõi phàm thánh đồng cư Đều là đới nghiệp giảng sanh như chúng ta Nhưng vì sao họ có năng lực này? bởi khi Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chúng ta trước tiên là phật quan Phổ chịu phật quan vừa chịu định thì nghiệp chướng chúng ta liền tiêu trừ và trí tuệ trong tự tánh hiển lộ đến thế giới cực lạc chỉ trong khoảng thời gian một niệm tốc độ rất nhanh đến thế giới cực lạc được oai thần bổn nguyện viên mãn của Phật A-di-đà Gia trị Hay nói cách khác Chúng ta chính là Bồ-Tát A-duy Việt Trí Trong này nói về thần thông đạo lực Chúng ta đều đầy đủ hết Không tu mà đạt được Nếu tu thì tu đến năm nào Mới có thể đạt được đây Bây giờ không tu mà đã đạt được như vậy mới biết được công đức niệm Phật thật không thể nghĩ bàn Niệm Phật thành tựu vững chắc nhanh mà còn viên mãn Tám dạng bốn ngàn pháp môn Không có pháp môn nào sánh được với pháp môn này Trong kinh điển Đức Thế Tùng đại biểu tất cả mười phương chư Phật Quý vị xem tán tháng Phật Tán tháng Phật A-di-đà Tán tháng thế giới cực lạc Tán tháng đại địa của thế giới cực lạc Tán tháng hoàn cảnh Tán tháng mỗi người nơi thế giới cực lạc Vô cùng thù thắng Đích thực là quốc độ đệ nhất của chư Phật Phật A Di Đà là quan trung cực tôn, Phật trung chi dương, ngài đảm đương danh hiệu này thật không hổ thẹn. Nên phải biết rằng chúng ta ở đây không được, định thế giới cực lạc mới được. À, nếu nếu quý vị muốn hỏi đến thế giới cực lạ Thì khi nào mới có thể lên thuyền từ trở lại độ chúng sanh? Đến thế giới cực lạ thấy được Phật là có thể Là có năng lực trở lại quải ta bà này Rộng độ chúng sanh Vì sao vậy? Vì đã được Phật A-di-đà gia trị Hoàn cảnh xuyên hoạt như vậy Hoàn cảnh tu học này Người tu học chân chánh tha thiết Hy vọng tìm cầu Đức Thế Tôn nói Điều này chúng ta thật sự có Nhưng có muốn đi hay không? Nếu thật muốn đi Thì đối với thế giới này không còn lưu luyện Ở thế giới này Sống một ngày biết một ngày Tùy duyên độ Phật Buông bỏ dạng duyên Nhất tâm nhất niệm Chỉ tư duy về Thế giới Tây Phương cực lạc đây gọi là nhớ nghĩ đến Phật Chỉ niệm câu danh hiệu này Đây gọi là niệm Phật Là nhớ Phật niệm Phật Khi nào có thể giảng sanh? Từ một ngày cho đến bảy ngày Nhanh thì một ngày Chậm thì bảy ngày Nếu thật muốn đi Thật muốn giảng sanh Vậy tại sao không thể giảng sanh Đối với thế gian này có lưu luyện Còn có ngày mai Còn có sang năm Như vậy thì không thể một ngày đến bảy ngày Đó là gì? Đó là mê chấp là chướng ngại chúng ta phải chặt đứt hết những chướng ngại này không nên đem nó để trong lòng như vậy là tu tịnh nghiệp đã thành công rồi nếu còn tồn tại những thứ chướng ngại này tất cả những điều này đều dẫn đến phiền phức Trong kinh điển các bậc cổ đức thường nói: Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, nhưng niệm chúng ta luôn không tương ưng. Từ trước giờ cũng chưa từng nghĩ nguyên nhân không tương ưng là gì? Rốt cuộc vì sao không tương ưng? Vì sao người khác tương ưng còn tôi thì không? Nên chúng ta cần phải thường phát hiện vấn đề Và giải quyết vấn đề Đây là trí tuệ Toàn bộ chứa ngại đều giải trừ hết Vấn đề của chúng ta đã được giải quyết Chúng ta ở thế gian này Thế gian này là gì? Thế gian này chính là thế giới cực lạc từ đâu hiện rõ điều này hiện ra ở nét mặt hạnh phúc vui vẻ của quý vị từ chỗ quý vị thật sự nhìn thấy phật a di đà mà hiển thị ra Phật A Di Đà ở đâu? Tâm của chúng ta là Phật A Di Đà, nên quý vị xem tất cả chúng sanh đều là Phật A Di Đà. Nguyện của quý vị là Phật A Di Đà, nên quý vị xem tất cả chúng sanh đều là Phật A Di Đà. Vì sao vậy? Vì cảnh tùy tâm chuyển. Nếu cảnh giới quý vị chưa chuyển được Nên cái gì cũng đều không phải Buông bỏ không dễ Mà nhìn thấu suốt càng khó Thật sự nhìn thấu thì buông bỏ sẽ rất dễ Không buông bỏ được Chúng ta nhận thấy không buông bỏ Chính là không nhìn thấu suốt không hiểu thấu triệt chân tưởng sự thật sao lại còn tập khí lỗi lầm này chướng ngại ta Giáng sanh thế giới cực lạ Phương pháp rất đơn giản Chính là một câu danh hiệu Câu danh hiệu này có thể đoạn tận vọng tưởng phân biệt chập trước Không phải thật sự diệt tận Nhưng cũng phải niệm Để làm cho nó không khởi tác dụng Đây là gì? Là chế phục phiền não Sanh vào cõi phàm thánh đồng cư nếu thực sự bỏ nó đoán tận nó như vậy không phải là cõi đồng cư mà là cõi phương tiện hữu dư cõi thật báo trang nghiêm chúng ta niệm phật bình thường được coi là rất xuyên năng mặc dù một ngày niệm mười danh hiệu phật hoặc giống như quan niệm tổ Thật hiếm thấy một ngày niệm 40 vạn danh hiệu Phật Nhưng nếu ông không buông bỏ Thì không giảng sanh được Chứ chẳng phải ai niệm Phật cũng được giảng sanh đâu Người niệm Phật không buông bỏ Thì họ cũng không được giảng sanh được Trong Pháp Thế gian hay Phật Pháp Chỉ cần có một điều chưa buông bỏ Phước báo họ lớn Ít tạo ác nghiệp thì họ được sanh thiên hoặc đầu thai về lại cõi người nếu tạo nhiều ác nghiệp hơn thiện nghiệp họ sẽ đầu thai vào trong ba đường ác điều này pháp sư quán đảnh nói rất rõ ràng người niệm phật có một trăm loại quả báo không giống nhau Chúng ta niệm Phật là vì sao? Vì sao niệm Phật? Vì sao cầu sanh thế giới cực lạ? Điều này nên học ngày Huệ Năng Là không sai vì sao tôi niệm phật cầu sanh thế giới cực lạc Vì để làm phật tôi vì điều này chứ không vì điều gì khác vì sao phải làm phật vì phổ độ chúng sanh chỉ có thành phật mới có trí tuệ thần thông năng lực để giáo hóa Tất cả chúng sanh Nguyện này Với nguyện của Phật a di đà Và nguyện của chư Phật Như Lai Trong mười phương Hoàn toàn tương đồng Không phải cầu an lạc cho chính mình Không phải vì thăng quan phát tài cho mình Không phải vì mình được đại phước báo Đại trí tuệ Không phải Nếu có điều nào vì mình Chính là chướng ngại Chúng ta tất cả là vì mình Giáng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Ở cõi phàm thánh đồng cư Nhưng cần phải nhớ Trong kinh nói rất rõ ràng Thượng bối giảng sanh, trung bối giảng sanh, hạ bối giảng sanh. Hạ bối là cõi đồng cư. Trung bối là cõi phương tiện. Thượng bối là cõi thật bảo. Điều kiện giảng sanh của tam bội thượng trung hạ Là tương đồng Là phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm Là tương đồng Tâm Bồ Đề, Tâm Bồ Đề là giác ngộ như thế nào gọi là giác ngộ như thế nào gọi là mê hoặc vì đau khổ của tất cả chúng sanh mà giác ngộ còn vì mình là mê tôi giải thích như vậy mọi người sẽ dễ lãnh hội hơn vì chúng sanh nếu còn một niệm vì mình thì tuy giác ngộ Nhưng còn một chút mê tình trong đó Không nên xem thường một chút mê tình này Một chút mê tình này Nó có thể đem toàn bộ tâm giác phá hoại đi Thầy Lý lúc còn tại thị Hàng năm giảng kinh Ông dùng đề hồ làm ví dụ Đề hồ Là thức ăn của thiên nhân Nước uống tốt nhất trong các loại Thức uống tốt nhất của thiên nhân Gọi là đề hồ Ông nói một ly Nếu trong một ly đề hồ này Bỏ một giọt thuốc độc vào trong Thì ly đề hồ đó Đều biến thành thuốc độc Ví dụ này dùng ý rất sâu sắc Chính là Trong tâm Bồ Đề của chúng ta Còn có một chút tâm tự tư tự lợi Thì tâm đó chính là độc dược Tâm Bồ Đề chính là đề hộ Một giọt độc dược đó lẫn lộn vào trong Thì đề hồ này không còn gọi là đề hồ nữa Mà gọi là thuốc độc Tâm này niệm Phật không thể giảng sanh như vậy người nào phát tâm bồ đề mà không có chút tự tư tự lợi trong đó chúng ta nghĩ ngược lại sau khi phát tâm bồ đề không có chút ý niệm tự tư tự lợi nào trong đó thì thật đáng nể không có tâm riêng tư Khi không có tâm riêng tư Mới có thể cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát Niệm câu Phật hiệu này mới tương ưng với Phật a di đà Đã thông đạt, không còn chú ngại Một chút ý niệm tự tư đều là chú ngại nói thật với quý vị không phải chướng ngại nhỏ mà là đại chướng ngại ý chính là nói trong đề hồ không nên có chút độc dược nào xen tạp vào trong phải tu cho chân tâm mình thuần tịnh thuần thiện tâm bồ đề là chân tâm không phải giọng tâm. Dùng tâm này để niệm Phật A Di Đà, niệm lâu ngày thật sự có thể niệm mất a lại già. A lại già là vọng tâm. Lâu ngày không dùng nó tự nhiên bị đào thải. Không cần cố ý đoạn tận nó, đến lúc tự nhiên nó không còn. Nên trong luận chú nói, những người này, những hội chúng này đều là từ trong trí tuệ tâm thanh tịnh của Di Đà Như Lai sanh ra. Vẫn là ví dụ. Tâm lượng này giống như biển lớn vậy. Chỗ nào cũng có thể dùng chữa. Thánh chung của thế giới Tây Phương cực lạ Là người của phàm thánh đồng cư độ Hạ hạ phẩm giảng Sanh. Đến thế giới cực lạ Đều được oai thần của Phật A-di-đà gia trị Làm Bồ Tát A-duy diệt trí. Tâm lượng của mỗi người Giống như Phật A-di-đà Tâm bao thái hư lượng châu xa giới đó là thánh của thế giới tây phương tâm lượng chúng ta như vậy tâm lượng thật tâm lượng nhỏ làm sao có thể giàu được nên mỗi người đều là tâm lượng lớn mỗi người đều không có cái ta điều này chúng ta không thể không biết đem phật a di đà ví như cha mẹ chúng ta con cái đọa vào hố sâu của địa ngục Cha mẹ có muốn cứu họ chăng? Nhất định muốn Đó chính là nói Phật quan của Phật A di đà chiếu kiếm địa ngục Trong xã hội hiện tại này Chúng ta nghe rất nhiều tin tức Chúng ta tin rằng những tin tức này không giả Tin tức nói sao Hiện nay quỷ tu hành nhiều hơn con người Quỷ giảng sanh về thế giới cực lạc Nhiều hơn con người Quý vị có thể tin chăng Bây giờ đọa vào trong đường quỷ Đại khai trong quá khứ Được làm người Nhưng có tâm tham rất nặng Thời đó tham tâm nặng Cũng không nặng như bây giờ Tham tâm lúc đó Có thể có một dạng Mười dạng là nhiều Đã là đại phú ông rồi Có người bây giờ Một ngàn dạng Một ức cũng không vừa lòng Hay nói cách khác Những người đó trước đây Còn có chút lương tâm Lương tâm chưa mất hết Đóa vào địa ngục Đóa vào trong đường ngã quỷ Nhưng lương tâm vẫn còn Những người này Phật dễ độ. Người trong xã hội hiện nay lương tâm không còn Làm sao biết họ không còn Bởi họ không có tàm quỷ Làm gì cực ác Nhưng họ không cho là ác Họ không nghĩ đến Hành vi này là sai lầm Không nghĩ đến Tôi làm như vậy là bình thường Quý vị xem có ai không làm như vậy Không có tâm hổ thẹn truyền hình bảo chỉ phê bình họ trách cứ họ thì chỉ cười trừ họ không coi những lời phê bình đó vào đâu nên cứ dững dưng nên hiện nay độ người khó độ quỷ dễ độ súc sanh đều dễ độ súc sanh dễ chúng ta có thể thấy được quý vị xem Xuất sanh niệm Phật giảng sanh Cây cỏ hoa lạ Thần cây giảng sanh Đã đưa tin tức cảm ơn cho chúng ta Đây là chuyện mấy ngày gần đây Chúng tôi dừng xe dưới cây sơn trà Nhật Bản thân cây đã giảng xanh, có mấy vị đồng học đều biết hình như còn có một chú chim nhỏ giảng xanh. đạo tràng chúng tôi thành lập ở đây đã mười năm thần cây cũng ở đây nghe kinh mười năm Niệm Phật 10 năm Công đức viên mãn Phật A-di-đà tiếp dẫn ông ấy đi Ông ấy nói còn có một huynh đệ cũng là thần cây Cũng trong học viện này Nhưng cây đã bị chặt Thần cây không biết đi đâu về đâu mà ông ấy không tìm thấy Ở đây nói lên điều gì? Chúng sanh các loài khác dễ độ hơn con người Hay nói cách khác, con người hiện nay không còn giống người Ngược lại quỷ hay súc sanh lại giống người như vậy quý vị nghĩ xem thiên tai đáng sợ đến nhường nào Tai nạn thê thảm biết bao Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được Bài kệ này Dĩ kỳ nam nữ truy thẳng phước Truy cầu ngũ dục lục trần của thế gian như tài sắc danh thực thụy còn những thứ khác là quyền hết cho rằng đời người đến thế gian để làm gì chính là làm những việc này không tin có đời sau không tin có luân hồi cho rằng đó là gì đó là mê tín là lời của quỷ luôn cho rằng mình thông minh mình có thể vượt qua tất cả chúng ta muốn tránh nạn thì ở đây phải tu thiện tích đức mới có thể tránh được thiên tai này không thật tu thiện tích đức thì không sao tránh khỏi nên nói khó tránh khỏi kiếp nạn này Sau cùng nói Nhi tính lạ trì danh Diệt thị nhật dạ xưng thuyết chi nghĩa Thả tính nguyện trì danh Thị giảng sanh chánh nhân Cố dài tùy nguyện đắc sanh giả Vì tin chân thật Nên phát nguyện trì niệm danh hiệu Phật Đây là điều kiện phải đầy đủ Để giảng sanh Tây Phương cực lạc Trong tam bối giảng sanh Chúng ta chưa học đến Nhưng ở sau có Phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm Đến lúc đó sẽ nói rõ ràng hơn Tín nguyện trì danh là ba điều kiện để giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Ngẫu Ích Đại Sư đã dùng ba điều kiện này Để giảng giải kinh A-di-đà Là bộ A-di-đà kinh yếu dạng Phần tựa, phần chánh tông Phần lưu thân đều nói về tính nguyện hành Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi A-di-đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật